Xin chào quý vị và các bạn. Trong video clip lần này tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn đó là kỹ năng bê khay. Đối với nhân viên phục vụ, sự chuyên nghiệp cũng thể hiện qua việc bưng bê và đặt đồ cho khách. Mỗi động tác khi thực hiện phải nhanh gọn, dứt khoát và đẹp mắt. Đặt lòng bàn tay vào phần giữa bề mặt phía sau của khay sao cho bàn tay tiếp xúc với bề mặt của khay càng nhiều càng tốt. Điều đó giúp cho chiếc khay làm chắc chắn trên lòng bàn tay của bạn. Đặt chiếc khay dọc theo lòng bàn tay của bạn, điều đó giúp cho việc bưng bê và di chuyển được dễ dàng hơn. Trong khi bưng bê, luôn giữ cho lưng được thẳng đứng, tạo cảm giác đẹp mắt và chuyên nghiệp khi phục vụ. Khi đặt đồ, luôn đứng bên phải của khách và giữ khoảng cách nhất định. Chiếc khay phải được chĩa ra xa người khách để tránh va chạm. Lúc đặt đồ, người phục vụ luôn quay mặt về phía khách. Ngoài ra, ta cũng có cách bưng kiểu khác đối với khay có rất nhiều đồ. Giơ cao tay bưng khay, tựa một phần vào bờ vai, giúp giảm sức nặng của chiếc khay. Khi đó, việc mang vác những chiếc khay có nhiều đồ sẽ trở nên dễ dàng. Trên đây là video clip về kỹ năng bưng bê đối với nhân viên phục vụ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.